Ngày 28 tháng 10, Bộ Công an cho biết, Công an tỉnh Lạng Sơn vừa triệt phá một ổ nhóm cờ bạc trong căn cứ có hệ thống đường hầm dài hàng trăm mét. Theo Bộ Công an, địa điểm đánh bạc quy mô lớn nói trên có hệ thống đường hầm dài hơn 300 mét, nhằm tránh sự truy xét của lực lượng chức năng tại nhà Lại Văn Lìm, sinh năm 1972, trú tại thôn Cốc Nam, xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, Lạng Sơn. Căn cứ này có hệ thống tường rào dây thép gai bao quanh, lối vào khu vực đánh bạc được thiết kế xây dựng các tuyến đường hầm dài trên 300 mét với hàng chục lớp cửa sắt kiên cố. Hai bên là tường gạch bê tông chắc chắn, phía trên được gia cố bằng các thanh sắt, có hệ thống camera giám sát, được kết nối đến màn hình và bố trí người theo dõi, cảnh giác để phục vụ công tác đánh bạc, đối phó với cơ quan chức năng. Ngày 27 tháng 10, đồng loạt bao vây, tấn công từ nhiều hướng vào ổ bạc, lực lượng công an đã bắt giữ toàn bộ các đối tượng đang sát phạt nhau bằng tiền dưới hình thức sóc đĩa gồm 13 nam và 19 nữ, trú tại nhiều huyện tại tỉnh Lạng Sơn và các tỉnh lân cận như Quảng Ninh, Thái Nguyên, Bắc Giang và Hải Dương. Tại chiếu bạc và trên người các đối tượng, lực lượng công an phát hiện thu giữ tổng số tiền trên 150 triệu đồng, 29 điện thoại di động các loại, 2 xe ô tô cùng nhiều công cụ, phương tiện phục vụ vào việc đánh bạc. Đấu tranh ban đầu, các đối tượng khai nhận đường dây đánh bạc này do đối tượng Trương Văn Thế, sinh năm 1984, trú tại huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang, trực tiếp đứng ra tổ chức. Sới bạc hoạt động từ 15 đến 24 giờ hàng ngày và được tổ chức thành nhiều kênh. Các con bạc vào sới phải nộp từ 200 đến 500 tiền hồ và bị kiểm soát chặt chẽ, thu giữ điện thoại trước khi vào phòng. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, mở rộng. Trong bối cảnh thị hiếu người tiêu dùng ô tô Việt Nam đang thay đổi mạnh mẽ, trái ngược với sự lên ngôi của những mẫu xe SUV crossover đa dạng, đa dụng, phân khúc xe sedan và xe gầm thấp cỡ nhỏ đang đánh mất dần sức hút và liên tục giảm mạnh về doanh số. Cụ thể, trong top 10 ô tô bán chậm nhất quý 3 năm 2024 tại thị trường Việt Nam là sự góp mặt của những cái tên quen thuộc, trong đó các dòng ô tô sedan gầm thấp chiếm tới hơn một nửa danh sách. Hiện các mẫu sedan thường xuyên nằm trong top xe bán chậm trong nhiều năm, nhiều tháng, bỗng dưng biến mất. Dĩ nhiên đây không phải là do sự cải thiện về mặt doanh số bán hàng, mà do mẫu xe này đã bị ngừng bán tại thị trường Việt Nam từ tháng 5 năm 2024. Có thể thấy những mẫu ô tô bán ra thấp nhất quý 3 của năm 2024 đang phản ánh khá rõ nét xu hướng chọn xe của người Việt khi xe sedan và gầm thấp chiếm tới hơn nửa. Cục diện này nhiều khả năng sẽ không thay đổi trong thời gian tới khi tâm lý ưa chuộng xe gầm cao đa dụng ngày càng lên cao. Cùng với đó là sự bổ sung và gia nhập của làn sóng xe gầm cao đa dụng vào thị trường Việt Nam, mang đến đa dạng lựa chọn cho khách hàng Việt. Không chỉ ế ẩm ở thị trường ô tô trong nước, tại các thị trường như châu Âu hay Mỹ, các mẫu sedan của nhiều thương hiệu đình đám thế giới như BMW, Audi, Hyundai, Lexus, Toyota đều có tên trong danh sách bán chậm trong nhiều tháng của năm 2024. Thưa quý vị, triển lãm ô tô xe máy Việt Nam năm 2024 sau 5 ngày tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh đã khép lại vào ngày hôm nay. Là sự kiện có ảnh hưởng và được mong chờ hàng đầu trong lĩnh vực ô tô xe máy, Việt Nam Motor Show tiếp tục khẳng định sức hút với hàng ngàn lượt khách tham quan. Trong đó tâm điểm là những mẫu xe xanh bảo vệ môi trường. Đây là triển lãm Việt Nam Motor Show 2024. Ô tô, xe máy, rất nhiều những mẫu xe độc đáo, mới lạ và thậm chí là mẫu xe concept của tương lai đã được các hãng xe mang về Việt Nam Motor Show 2024 và tổng cộng thì đã có tới 200 mẫu xe cùng xuất hiện tại sự kiện năm nay. Như thường lệ, trong không gian rộng lên tới 25.000m², Việt Nam Motor Show tiếp tục là nơi chào sân của những mẫu xe mới nhất hay các bản concept trưng bày lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam cũng như một số thương hiệu cũng lần đầu tiên tham gia vào sự kiện. Theo ban tổ chức, có tới 30 mẫu xe mới ra mắt thị trường tại sự kiện lần này. Trong đó gây ấn tượng với khách tham quan là một số mẫu xe điện hóa gồm xe thuần điện và xe hybrid, hay một số mẫu xe concept như xe máy tự thăng bằng tích hợp AI để kết nối với người lái. Vấn đề về môi trường mình rất là quan tâm, thì cái xe điện thì nó có cái ưu điểm về môi trường với lại cái độ êm ái, giảm ô nhiễm về tiếng ồn. Năm nay cũng là một năm mà xe điện đổ bộ về thị trường Việt Nam rất là nhiều. Hy vọng là trong thời gian sắp tới, các hãng xe sẽ tập trung để có nhiều các cái trạm sạc hơn để tối ưu về mặt trải nghiệm cho người tiêu dùng.
Theo quan điểm của Toyota, Hybrid là giải pháp phù hợp nhất đối với Việt Nam vì Hybrid không yêu cầu đầu tư cơ sở hạ tầng, không thay đổi thói quen người dùng. Ngày hôm nay, chúng tôi cũng ra mắt mẫu xe Camry hoàn toàn mới với hai phiên bản Hybrid để đa dạng hơn lựa chọn cho khách hàng. Việt Nam Motor Show 2024 không chỉ là nơi quy tụ những thương hiệu ô tô và xe máy danh tiếng, mà còn là minh chứng cho sự chuyển mình của ngành công nghiệp ô tô xe máy tại Việt Nam với cam kết mạnh mẽ hướng tới phát triển bền vững. Sự kiện năm nay nhấn mạnh vào các giải pháp năng lượng xanh, giảm phát thải cùng công nghệ an toàn hàng đầu. Cái việc các thương hiệu đã đưa vào những cái dòng xe điện hóa và dòng xe đạt mức nhiên liệu 4 năm là một cái thái độ rất là tích cực và chủ động từ các doanh nghiệp. Đó cũng là cái mong muốn của doanh nghiệp cũng như là của người dân để làm sao mà đạt được cái mục tiêu chung của quốc gia cũng như là tiêu chung toàn cầu về vấn đề phát thải. Có thể thấy với chủ đề công nghệ mở tương lai xanh, sự kiện năm nay là quá trình chuyển đổi xanh với sự hiện diện của rất nhiều xe hybrid và thuần điện. Đặc biệt đây cũng là năm mà Việt Nam Motor Show trưng bày nhiều sản phẩm xe máy nhất với hai dòng sản phẩm xe hai bánh trụ đạo là xe máy điện cỡ nhỏ và mô tô thể thao. Nhiều hãng cũng đã tung ra các mẫu xe máy điện tiếp theo với định hướng mở rộng sản phẩm này trong thời gian tới với cả loại hình bán xe và cho thuê xe. Sau 7 năm thủy sản Việt Nam bị cảnh báo thẻ vàng, dự kiến thời gian tới, đoàn công tác của Ủy ban châu Âu EC sẽ đến thanh tra kiểm tra công tác chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, gọi tắt là chống khai thác EU lần thứ 5 tại Việt Nam. Đây là đợt kiểm tra có ý nghĩa quan trọng, đánh giá nỗ lực của Việt Nam để xem xét gỡ thẻ vàng. Ghi nhận của nhóm phóng viên tại tỉnh Khánh Hòa. Cảng cá Hòn Rớ ở thành phố Nha Trang là cảng cá lớn nhất khu vực Nam Trung Bộ. Tàu cá cập cảng, bốc dỡ cá luôn diễn ra sôi động, tấp nập như thế này. Công tác chống khai thác IUU luôn được lực lượng chức năng triển khai quyết liệt. Trong đó, việc kiểm soát tàu cá cập cảng, rời cảng và giám sát sản lượng thủy sản bốc dỡ qua cảng được triển khai theo đúng quy định. Từ cách làm này, mọi hành vi từ lúc thuyền trưởng xuất bến bắt đầu hải trình đều được định vị trên mạng lưới vệ tinh. Thành lập cái tổ kiểm soát IUU, trong đấy là có 13 người, là hàng ngày thì là 8 người trực thường xuyên và 3 lãnh đạo và các cái tổ bộ phận phối hợp với nhau. Đó, thì cũng phân chia anh em công việc rất là cụ thể và gắn trách nhiệm cho từng người, từng khâu để làm sao cho cái công việc mà nó đáp ứng được cái yêu cầu. Thành phố Nha Trang có 494 tàu cá có chiều dài từ 15 mét trở lên, thường xuyên khai thác xa bờ, xác định công tác chống khai thác IUU, khắc phục cảnh báo thẻ vàng của EC là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Từ đầu năm đến nay, thành phố đã ban hành gần 40 văn bản chỉ đạo các đơn vị địa phương triển khai IUU. Thành phố cũng triển khai nhiều hình thức tuyên truyền phổ biến, giúp nâng cao nhận thức của ngư dân. Nhờ vậy, phần lớn ngư dân thực hiện nghiêm quy định về kiểm tra, kiểm soát hoạt động của tàu cá, truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác. Công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động khai thác trên biển được thực hiện chặt chẽ, hiệu quả. Tất cả chủ tàu, thuyền trưởng, tàu cá xa bờ trên địa bàn thành phố đều thực hiện ký cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài. Cái vô trong biên phòng, cảng đồ là mình cam kết, như là máy móc mình mở lên là cho nó hợp lệ hết, không xâm phạm vùng biển nước ngoài, quánh vùng biển Việt Nam thôi. Xác định cái nhiệm vụ đó là rất là quan trọng, cho nên là chúng tôi thường xuyên chỉ đạo các cái xã phường và đôn đốc các xã phường thành lập các cái tổ công tác đi xuống trực tiếp với các cái xã phường để theo dõi đôn đốc. Thành phố Nha Trang luôn tập trung đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền bằng nhiều cái hình thức, phối hợp với chi cục và tiến hành các cái buổi tuyên truyền và phổ biến giáo dục các pháp luật liên quan tới IUU. Thực hiện các biện pháp ngăn chặn khai thác IUU là việc làm cần thiết và ý nghĩa đối với sự phát triển ngành thủy sản cũng như kinh tế xã hội tại địa phương. Bởi vậy, tỉnh Khánh Hòa nói chung và thành phố Nha Trang nói riêng xem đây là nhiệm vụ quan trọng, đã và đang nỗ lực thực hiện. Tuy nhiên, tính đến tháng 10, thành phố Nha Trang vẫn còn khoảng 164 tàu cá ngừng dịch vụ VMS, 2 tàu chưa lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, 14 tàu chưa thực hiện thủ tục cấp phép khai thác thủy sản, 15 trường hợp chưa thực hiện đăng kiểm. Những tồn tại này đòi hỏi thành phố Nha Trang cần có biện pháp quyết liệt hơn, từ đó chung tay cùng cả nước gỡ cảnh báo thẻ vàng trong thời gian tới. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin dòng chảy cuộc sống của ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.